Vâng, xin chào tất cả quý vị đại biểu và quý khách hàng, anh chị. Và xin chào tay để cho em tự tin hơn khi phát biểu đúng không ạ? Vâng, hôm nay rất vui là có được dịp chia sẻ với cả anh chị quý doanh nghiệp cũng như là quý đại biểu tại sự kiện này về Nook, Asus Nook cũng như là về Trader. Thì xin hỏi anh chị là không biết anh chị nào đây có đã từng giao dịch về sàn thương mại, về Bitcoin nhỉ? Có ai còn giữ đồng BTC nào không ạ? Đấy. Rồi anh chị nào còn chơi cổ phiếu chứng khoán trên tay đúng không ạ? Ui trời đồng quá nhỉ. Đây đúng là gọi là ngày hội của giao lưu của anh chị em gọi là doanh nghiệp về trader đúng không ạ? Vâng thì xin chia sẻ đầu tiên thì em là Tiến. Nhẹ nhàng xin được phép giao lưu với chị Tiến thôi. Nhưng mà em vào đây quan sát từ thời điểm mà BTC còn có anh 10 năm. Các anh chị nào có nhớ cái kỷ gọi là giá trị cách đây 10 năm của BTC bao nhiêu ạ? Cao nhất bao nhiêu ạ? Em xin phép hỏi chị. Chị rất lớn tuổi nhưng chị có thể nhớ phải? Chị cho em chia sẻ đúng không ạ? Mình nhớ không nhầm thì nó khoảng 7 hoặc 8 đô. Không 10 năm cơ ạ. 10 năm gần đây cơ ạ. 10 năm hơn trăm ạ. Và có ai ý kiến khác ạ? 10 năm ạ. Và anh với anh ạ. Xin phép mọi người cứ thế nói đúng không? Theo trí nhớ của em, nhưng không nhầm thì thời điểm em đang ở bên Nhật thì giá Bitcoin 10 năm trước nó là khoảng tầm 500 đô. Anh ở bên hàng những vị nào nhỉ? Em ở công ty giải pháp công nghệ kỹ thuật tiên tiến Tagus. Anh tên gì nhỉ? Em tên Thiện. Cám Thiện ạ. Xin chào anh Thiện ạ. Và cái tỷ giá thời điểm đấy là 500 đô. Thì cảm ơn Thiện ạ. Vâng thì thời điểm mà anh Thiện bảo 500 đô ấy thì cái đấy là cuối năm 2014 ạ. Gần cuối năm 2014 thì đầu năm 2014 là 1.300 đô đúng không ạ? Thì anh tiến vào đấy thời điểm ăn phát là 10 năm rồi ạ. Và chúng ta thấy là BTC từ 2014 đến bây giờ là 2024 trải qua 10 năm như vậy thì hành trình như vậy và tỷ giá bây giờ là trị bao nhiêu tiền ạ? 59.000 đúng không ạ? Và với tụ từ 77.000 còn 59.000. Tức là nếu mà chúng ta mà có anh chị nào còn giữ bây giờ thì anh chắc anh chị sẽ là một trong tỷ phú hiện tại đúng không ạ? Thế bây giờ em hỏi anh chị là không biết anh chị nào còn giữ đồng nào ở trong tài khoản Binance đúng không ạ? Anh chị nào có đó nhỉ? Anh chị chia sẻ chị có tiền trong tài khoản Binance ạ? Trước là mình cũng có vào Binance, xong đó rồi mất hết số tiền trong tài khoản, quên luôn là tài khoản của mình là gì để đăng nhập. Bởi vì là thực ra là tham gia vào lĩnh vực đấy phải, mình nghĩ là phải rất là nhanh nhạy ấy. Và một người đi làm cho mình chỉ vào trải nghiệm cho biết thôi. Thế mình cảm ơn ạ. Dạ, anh cảm ơn chị. Thì ra còn thế còn chứng khoán chị đang, anh chị nào đang có nhiều chứng khoán, đã chơi chứng khoán ạ? Em xin chào tay ạ. Dạ. Ban đầu đoàn viết thôi. Vâng, anh chia sẻ một chút về chứng khoán anh không ạ? Thì hiện giờ mình vẫn đang đầu tư chứng khoán. Và thì cái mình chơi thì cứ nói chung là mình có quan điểm là tất tay trung thành với một con, cứ xuống là mua, xuống là mua. Anh chia sẻ cho em với mọi người một chút là anh đang dùng con gì không để em thử hợp tay được không ạ? Hiện đang mình đầu tư MB. MB. Vâng, MB, một ngân hàng em đang cũng đang sử dụng MB, anh một chia sẻ để anh chị mọi người để tham khảo ạ. MB. À em xin hỏi thêm một chút, anh cho em hỏi cho anh mỗi lần giao dịch thì anh dùng bao nhiêu màn hình? Anh cần dùng một màn hình thôi. Là điện thoại đúng không? Điện thoại hay là gì ạ? Kết hợp với điện thoại và máy tính. À tức là vẫn phải có một, tức là có hai màn anh ạ. Thế là hai màn. Vậy anh chia sẻ để em chút anh dùng mấy màn ạ?
Chào mọi người, chắc là anh có chia sẻ là anh đầu tư theo hình thức là tích lũy đúng không ạ? Nên là chắc là mình cũng không cần phải theo dõi cái giao dịch hàng ngày liên tục. Nhưng mà nếu mà với một người mà đúng rồi, trader tức là giao dịch liên tục ấy, thì theo em thì cần nhiều màn hình hơn. Ví dụ như một màn hình để mình xem cái bảng lệnh chẳng hạn, một màn hình thì mình xem cái chart giao dịch, ví dụ như là trên Finance chẳng hạn, và có thể là một cái màn hình nữa để mình có thể nhìn thấy những cái lệnh liên tục. Thì chính vì thế nên là em cũng rất là quan tâm đến cái sản phẩm này, vì nó có nhiều cổng để kết nối được nhiều màn hình mà lại không cần cái V3 giờ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh chia sẻ. Thế em hỏi chút ra đây có ai chơi Forex không nhỉ? Vâng, có với anh chơi Forex à? Anh cho em chia sẻ một chút về Forex của anh không? Mình đã nhận quà rồi, mà bây giờ mình không nhận quà nữa nhá. Cách đây khoảng tầm 2 năm thì mình cũng có đầu tư Forex. Thì mình chỉ đầu tư vàng thôi. Đấy. Thì chia sẻ một chút là có lúc được, có lúc chưa được. Nhưng mà về mặt bằng chung thì mình thấy cái đấy mình dành một khoản đầu tư nho nhỏ để trải nghiệm, cũng có những cái tích lũy kinh nghiệm đáng quý. Nhưng mà mình sau khoảng tầm 2 năm rưỡi đầu tư thì mình hiện tại bây giờ mình để đóng băng đấy, và mình không có cái hành vi tương tác với nó. Nhưng mình đánh giá là đầu tư Forex nếu anh em làm chuyên nghiệp ấy thì vẫn thắng lợi được. Đấy là chia sẻ của cá nhân mình, cảm ơn. Bởi vì mình xuất phát điểm là dân lập trình ứng dụng, cho nên là thường thường mình ít nhất là mình 2 đến 3 màn hình cùng một lúc. Rất nhìn chung là mình có thói quen là dùng 2 màn hình monitor rất là to, các panel khoảng tầm 2, nó phải tầm hơn 24 inch. Đấy là thói quen. Còn tất nhiên là nhiều anh em thì sẽ dùng những con Surface hoặc cả gì gì đấy, nhưng mà đại khái là với mình thì mình dùng những cái màn hình nếu có điều kiện nhá, không phải là lúc mà trong phòng làm việc ấy, thì khoảng tầm trên 24 inch, 3 màn hình. Cái của anh ngày xưa to không? Máy tính của anh à? Mình thì mình dùng cái cây cũng khá là bé thôi, mini, chứ không phải mini max đâu, nhưng mà cây nó bé, nó mini, nó không to lắm. Đấy, đúng rồi. Thời điểm đấy công nghệ AI nó vẫn chưa bùng nổ như một năm quay lại trở lại đây, nên là cấu hình của nó cũng chỉ đủ dùng thôi. Đấy, xin phép anh. Vâng, cảm ơn anh Thiện rất nhiều. Vâng, xin vỗ tay, xin một tràng vỗ tay ủng hộ những anh em, những anh chị đã hỗ trợ em câu trả lời vừa rồi. Thì hiện tại là chia sẻ một chút là có người nói rằng dùng một màn hình là đủ, có người nói rằng dùng 2-3 màn hình là đủ. Thì chúng ta sẽ không có một công thức cụ thể nào dành cho việc trader đúng không ạ? Mà tất cả là phụ thuộc đó là anh chị có thể sử dụng làm sao cho hợp lý nhất có thể. Có người thấy một màn hình là đủ hiệu quả với tôi rồi, có người dùng 2 màn hình. Thì chia sẻ với anh chị trước đây là em cũng từng tham gia một chút, không có quá nhiều, thì em là một hỗ trợ thôi. Người cũ của em thì là cũng phải có một nhóm đánh phượt, đánh siêu cả nhà, đánh gọi là đánh thật. Tức là mỗi lần có một người sẽ đầu tư về tài chính này, một người sẽ lo về việc theo dõi màn hình này, một người theo dõi các lệnh khớp lệnh này, rồi đào tạo robot này để khớp lệnh nhau. Thì tất cả những người ấy, tất cả đang gọi là một màn hình cả, có 3-4 màn hình cả rồi. Thì bây giờ thay vì là màn hình máy tính thì có người sẽ dùng là tablet đúng không ạ, có người dùng là điện thoại. Còn nhưng mà hầu hết chúng ta đều thấy là mọi người hầu hết đều phải dùng đến cái gì ạ, một chiếc máy tính đúng không ạ, và tối thiểu là một chiếc màn hình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vấn đề là trader thì chúng ta đây sẽ dùng tất cả bằng một chiếc máy tính cực kỳ nhỏ gọn hơn ngày xưa rất nhiều. Như ngày xưa anh Thiện có chia sẻ là máy tính cũng to rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ có máy tính nhỏ như này thôi. Ôi trời, không sao. Ok, bây giờ một chiếc máy tính rất nhỏ gọn này thôi ạ. Vâng, nó rất nhỏ gọn này nhá. Và nhỏ gọn nhảy nào, thế là chúng ta có thể là cất ở sau lưng ở chiếc màn hình này được ạ. Được ạ. Lát em sẽ trình bày cho anh chị là sẽ cất ở sau lưng một chiếc màn hình như này. Thay vì chúng ta là phải làm gì ạ? Phải có một chiếc cây to đùng để phía trước, thì tất cả chỉ cần một chiếc ạ, một chiếc mini Asus 14 Pro. Được ạ. Và chúng ta có thể nâng cấp thế tổng cộng là 4 và 5 màn hình.
chiếc máy tính UPC và 4-5 màn hình. Tại vì sao? Đầu tiên sẽ có là gì ạ? Có phía trước đây có là một cổng USB Type-C để nối ra những chiếc màn hình ASUS như này bằng cổng Type-C. Phía sau sẽ có tổng cộng là hai cổng Type-C cộng là hai HDMI nữa. Thông tin này hơi chút về kỹ thuật, nhưng mà để anh chị hiểu hơn một chút, đó là cái tính năng mở rộng của chiếc ASUS Pro 14 này. Nó quá tuyệt vời luôn. Được chưa? Và nếu các bạn ngại ngại về việc gọi là gì ạ? Cái việc mà hiệu năng tỏa nhiệt nhiều ấy, thì chiếc này em để đây thì sáng giờ vẫn đủ ấm mặc dù chạy nhiều. Và chúng ta có thể biết làm gì ạ? Trước đây chúng ta sẽ cần gì ạ? Bình thường ta sẽ ở đây là một màn hình kia ạ. Em thử cho anh chị em thử, anh chị doanh nghiệp thử xem ạ. Chúng ta sẽ thử một cái màn chứng khoán này. Ở bên này sẽ là gì ạ? Chứng khoán này. Em chỉ ví dụ thôi nhá, chứ em không phải là sâu gì ở đây với em, chứ là không thể qua miếu dìu của mắt thợ cho mọi người được. Nhưng mà hiện tại hiện ra thế ạ, một bên màn sẽ là màn chứng khoán cổ phiếu, hoặc một bên là xem Binance để xem cái giá của coin đúng không ạ? Hoặc bên chúng ta sẽ làm gì ạ? Ở đây là sẽ xem, có thể xem YouTube ạ, hoặc là xem tin tức tài chính. Chúng ta có thể là vượt tin nhắn này, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ? Để em chút em sẽ sâu người luôn. Chúng ta cùng xem về VN Express để xem tình hình của gì ạ? Của hôm nay là tài chính của mình họ có tốt không đúng không ạ? Đấy, tất cả mọi thứ. Nếu càng nhiều màn hình chúng ta sẽ có càng nhiều view và càng nhiều thông tin để chúng ta ra lệnh tốt hơn. Thì nhờ chiếc ASUS 14 Pro lúc này chúng ta sẽ được làm gì ạ? Được giảm được rủi ro khi đầu tư tài chính. Đó là việc gì ạ? Khớp lệnh nhanh, có thông tin nhiều đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta giảm gì ạ? Một điều mà rất nhiều doanh nghiệp và cũng như đại biểu đang quan tâm đây là giảm được chi phí. Chi phí là gì ạ? Chi phí tiền điện càng ngày càng tăng đúng không ạ? Thì chúng ta đã có gì ạ? Chiếc ASUS Pro 14 này tiết kiệm điện vì sao ạ? Nó chả còn dùng điện ngoài ạ, dùng adapter rất nhỏ gọn. Thế chi phí tiết kiệm điện chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta đang được sẽ được gọi là gì ạ? Thiên thần của đất nước, của chính phủ vì sao ạ? Vì đang là góp sức cộng đồng để bảo vệ môi trường khi tiết kiệm điện, đúng không ạ? Xin cùng chào tay cho việc bảo vệ môi trường khi xúc lúc, đúng không ạ? Đây là điểm mà mình rất, bên em rất là mong muốn mọi người nhắc đến khi nhắc đến ASUS Pro 14 Pro. Bởi vì ngoài việc vũ xử lý mạnh mẽ ra thì nó tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí đúng không ạ? Và cũng là gì ạ? Và những anh em nào mà anh chị nào muốn là quan tâm chế độ ấy, thì chúng ta vẫn làm đủ công việc này. Bởi vì sản phẩm 5 màn hình cơ, 56 màn hình, 5 màn hình, chính xác 5 màn hình. Ở đây chúng ta vì không gian nó rất là không được nhiều, nên chỉ 73 màn hình thôi. Và rõ ràng là khi một chiếc ASUS này mà để đây đằng sau bỏ màn hình nữa, thì gần như là không gian rất rộng rãi, anh chị hoàn toàn làm việc một cách thoáng, rất là thoáng mát đúng không ạ? Rõ ràng là về sau ta sẽ sử dụng nó rất là thích hơn nhiều so với một chiếc máy tính rất to, đúng không ạ? Vâng, đấy thì là cái điều mà quan trọng nhất của ASUS NUC Pro. Và nếu anh chị hỏi là hiệu năng thì em có trả lời rồi, cũng test rất nhiều game rồi và rất nhiều ứng dụng rồi, xin lỗi, và đã mở rộng được rồi. Và cùng đó là cái điều nữa, nếu mà ASUS NUC Pro 14 ta sẽ mắc như này, rất nhỏ gọn luôn ạ. Và như bạn Linh có chia sẻ á, thì là có thể cắm một chiếc cáp nhỏ ở đây để thành một cái máy tính ôn gần dạng ôn oan, nó nhỏ gọn hơn, nó mạnh mẽ hơn, được chưa? Bởi vì là nếu như anh nghe mọi người các doanh nghiệp anh đã hiểu biết là Intel ra mắt chiếc cả đồ họa là gì ạ? Intel ARC thì bây giờ đã có tích hợp nhúng vào trong bộ vi xử lý của con Intel NUC 14 Pro này, đó là Intel ARC Vega Inbox, được chưa? Rất là gọn, nhỏ, mạnh mẽ, đúng không ạ? Cả mọi thứ luôn. Và nếu anh chị em nào quan tâm đến việc AI á, thì chúng tôi đã có thể test thử những ứng dụng rồi, đều rất ok, bạn Linh đã test cho chúng em để show mọi người hôm nay. Ví dụ như là một phiên bản là dùng cái phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để mà vẽ cho mình một cái gọi là khung cảnh của tôi khi mà ở một thế hệ khác, một vũ trụ khác. Và đây là vũ trụ của bạn AI bạn vẽ cho mình đấy ạ. Đấy, mình có thể là một giáo hoàng, có thể là một cái ông phi công lái bay, mặc dù là ít khi lái bay lắm ạ, mà đấy, hoặc là ông bác sĩ đấy, bác sĩ này của Nhật thì phải đó. Thì quan trọng nhất là chúng ta thấy là rất là tất cả mọi thứ all in one ở trong chiếc ASUS 14 Pro này, nhỏ gọn mạnh mẽ và tiết điện. i9 cũng có, i5 cũng có, RAM thì thậm chí lên tới 96GB RAM 5 nhé, không phải RAM 4 ạ. Vậy nên là nếu có một lựa chọn nào đó cho chiếc đơn thì em rất mong mọi người tham khảo phần này. Và xin được cảm ơn mọi người cũng như quý vị khách đặc biệt đã lắng nghe cũng như chia sẻ của em. Xin cảm ơn nhiều. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ
Đến từ anh Thành. Và để làm nóng bầu không khí của lễ ngày hôm nay, Đặc Biệt xin mang đến cho tất cả các quý vị một mini game rất hấp dẫn có liên quan đến